Chào mừng đến với Palm Springs, California, nơi mặt trời luôn tỏa sáng và sa mạc hòa quyện với sự sang trọng một cách hoàn hảo. Nằm ở trung tâm thung lũng Coachella, Palm Springs nổi tiếng với sự vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời, lịch sử phong phú và các tiện nghi đẳng cấp nhất thế giới. Để bắt đầu chuyến phiêu lưu của chúng ta hôm nay, mình sẽ bắt đầu bằng cái cáp treo Palm Springs, hay được gọi là Aerial Tram of Palm Springs. Nó sẽ leo lên hơn 2.400m để đến đỉnh dãy núi San Jacinto và đón chào những cảnh đẹp toàn cảnh và không khí mát mẻ của núi. Và sau đó mình cũng sẽ tìm hiểu thêm về thành phố Palm Springs, chỉ cách thành phố Los Angeles 100 mile thôi, mà tại sao nó rất là nổi tiếng. Mà nếu mà ai chưa đến Palm Springs thì cùng theo Khang và gia đình trải nghiệm cuộc hành trình này hôm nay năng. Let's go! Tôi hy vọng mọi người cho là chương trình Passport to thành công. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ đi đâu khán giả? Hôm nay xin khán giả cùng theo Khang và gia đình Khang, mình đi thăm thành phố Palm Springs. Palm Springs là một nơi theo Khang biết là cho những người lớn tuổi đi tới chơi hay là ở đây. Thì có đúng đó không? Ở đây có gì, những cái gì mà vui? Palm Springs chỉ cách liêu Sài Gòn của mình là 2 tiếng đồng hồ. Và hôm nay mình sẽ tìm hiểu Palm Springs này. Ok, quý khán giả Nam, bây giờ mình đã có mặt tại Palm Springs Aerial Tram. Và đặc biệt khi mình lên đây đó, cái cảm giác đầu tiên của mình sẽ biết rằng là rất là lạnh nè. Cho nên mọi người nào mà lên đây nhớ đem áo ấm rồi ok. Dù ở dưới kia nóng nhưng mà lên đây thì lạnh. Hồi đây dây thì cũng có rất là nhiều người, các con nít đi chơi thôi, như là đi cái tram thôi. Và mình sẽ biết cái tram sẽ ra sao. Và ở đây Dương mới thấy là có cái EV charger. Người nào mà có xe điện mà lên đây mà hết. Nhưng mà nãy Khang mới nói là có người họ đi cắm trại, lên đây họ đem đồ cắm trại, hay là họ đi hiking. Tuy nhiên là họ tới đây lên một way thôi và sau đó họ đi hiking xuống. Mình cũng có thể vậy, nhưng mà mình có con nít thì mình sẽ mua hai way. Ok, đó một lần nữa, đó là Palm Springs Aerial Tram. Mình tìm hiểu nào, ok, let's go. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I want. Một way là $15. Một way 15 đồng. Mình có thể mình book trước. Có hai quán ăn ở trên này. Đó là một quán ăn là Pie and Peaks. Hầu hết là đồ ăn Mỹ. Rồi bây giờ Khang mới hiểu nè. Thấy mấy người họ đem mấy cái miếng này nè. Dạ. Mình lại tưởng là họ lên đây họ ngủ, nhưng mà đó là những người đi trèo núi. Những cái miếng mà họ bỏ ở dưới để khỏi khi họ té. Và trước khi mình bước lên cái aerial tram của Palm Springs thì bây giờ mình sẽ khám phá cái lịch sử hấp dẫn của cái cáp treo này nè. Thì vào những năm 1960, Francis Crocker, một cư dân và doanh nhân địa phương, đã hành thành ý tưởng về một cáp treo kết nối Palm Springs với dãy núi San Jacinto, cung cấp những cảnh quan tuyệt đẹp của thung lũng Coachella. Và sau nhiều năm làm việc căng thẳng, cáp treo Palm Springs được khai trương vào ngày 12 tháng 9 năm 1968. Đây là một trong những cáp treo xoay đầu tiên trên thế giới, với các cabin xoay 360 độ trong khi leo lên, mang đến cho du khách những cảnh quan toàn cảnh ấn tượng. Cái này là cái bearing, là cái bi đó, để kéo cái tram lên. Nhìn dạ thấy không? Rất là lớn. Cái này tay của mình nè, tay của Khang đây. Này là mỗi bắt đầu và cuối nó có cái này để nó giữ những cái sợi dây quay được thao sheave.
và cáp treo nhanh chóng trở thành một điểm thu hút nổi tiếng, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sa mạc và dãy núi. Và trong những năm 1980 và 1990, cáp treo đã trải qua nhiều cải tiến quan trọng, bao gồm việc thay thế các cabin cũ bằng các cabin lớn hơn và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng để nâng cao sự an toàn và thoải mái của du khách. Ngày nay, cáp treo Palm Springs không chỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo và cam kết trong việc cung cấp những trải nghiệm độc đáo. Nó mở ra một cái cơ hội để khám phá công viên tiểu bang Mountain chinh tường với nhiều hoạt động giải trí như đi bộ đường dài và trượt tuyết. Này là cái chỗ cái tram sẽ tới đây và nó sẽ đưa lên đó. Cứ nửa tiếng đúng không Dân? 15 phút chứ. Cứ nửa tiếng sẽ có một cái xe tram xuống, xe kéo xuống. 2019 rồi có cái lục nè, tại mưa nhiều quá, nước nó đẩy cát cho nên bây giờ mình thấy họ xây những cái concrete, tại vì hồi đó nó bị lục cho nên nó sợ là nó sẽ làm hư những cái nhà đây. Và bây giờ xa xa mình sẽ thấy những người họ chuẩn bị boarding cái tram lúc 10 giờ sáng. Không, họ sẽ đứng vô đó. Here you go, kid. Alright. Mọi người, và bây giờ mình sẽ boarding lên cái tram sẽ ra sao nào. Let's go. Yeah, mọi người được xem cái tram đi ra sao. Vài suggestion thì hàng ấy nó đông quá. Và kế tiếp nữa là em nhiều đồ quá, áo ấm rồi. Nên mình cũng chưa biết đây cái gì đặc biệt. Ok, đi lên nè. About 10 minutes, I will have you on top of that mountain where it is a crisp 44 degrees. Over the next 10. As soon as we leave the dock, I will go ahead and start that rotating floor for you. The bars in the middle of the floor rotate with the floor. The bars next to the windows do not rotate. So if you are standing next to the windows, please slide your hands to the left with the floor. Yeah, and that's a wave and one now. Everybody say wave on one, huh? It's moving. Say bye, Genevieve. Bye. Và đường xe điện trên không Palm Springs này là xe điện quay vòng lớn nhất cả thế giới và đưa người lái từ trạm thung lũng đến trạm núi ở công viên chủ bang Mount San Jacinto. Tower one. Tower one. Đang quay nè mọi người, quay 360 cho mình để thấy cái cảnh. Chuyến đi hôm nay sẽ dài khoảng 10 tới 12 phút và nó sẽ di chuyển từ 2.5 dặm theo vách đá Chino Canyon, tăng dần từ độ cao 2.643 feet tại trạm thung lũng đến 8.516 feet tại trạm núi. Những chiếc xe điện quay chậm khi leo lên mang đến tầm nhìn 360 độ ra sa mạc và những ngọn núi bên dưới.
Vì chiếc xe điện này nó quay 360 độ và Khang đang đứng cái vòng ngoài, tay mình phải tiếp tục di chuyển. Vì đó, cái camera nó rất là rung. Cũng xin lỗi với mọi người nè. Tower number 3, this tower does have the biggest swing to it. Okay, make sure nè, you hold on to something, someone. Yeah, I hold you. Tower này là new swing nhất. Whoa! Thì đến lúc này mọi người chắc cũng đang muốn tìm hiểu thêm cái trạm cáp treo này hoạt động như thế nào không? Thì theo Khang biết thì hệ thống cáp treo bao gồm hai cabin di chuyển dọc theo một đường ray duy nhất. Những cabin này được treo trên các cáp thép bền vững, hỗ trợ bởi các tháp dọc theo tuyến đường. Và các cáp thép này chạy qua một lọt ròng rọc và một cặp cáp hoạt động đối xứng. Một cáp di chuyển cabin lên núi, trong khi cáp còn lại đưa cabin xuống núi. Man, đọc những cái chữ này nó rất là khó rồi mọi người, mỏi miệng luôn. Sorry. Alright, thank you. Joy. Được xem cái tram đi ra sao. Một vài suggestion thì khẳng định nó đông quá, mình cũng không có chỗ đứng. Và kế tiếp nữa là đem nhiều đồ quá, áo ấm rồi trong này nó lại ấm nóng. Cứ đem nhiều đồ quá, đem nhiều đồ mình không có tay mình cầm. Và đặc biệt nữa là cái tram nó quay vòng tròn, nên mình phải lúc nào cái tay mình phải giữ một cái rail, không thôi là mình sẽ đứng không có vững được. Nên đó là một cái suggestion của Khang. Đây đó, cái nhiều người như là cái con nít thì mình chỉ lên đây mình tham quan cái cảnh thôi. Thì nữa mình sẽ cho khán giả tham quan cảnh. Hơi đói bụng thì mình sẽ mua đồ ăn trưa ở tại một trong hai cái restaurant trên này là Pai Cafe. Người tới đây thì họ đi hiking, cũng như họ lên đây nhưng mà họ đi hiking xuống, hay là có một vài cái trail trên này và họ đi ở đây cả ngày. Cái này là hồi xưa cái tiệm ăn này ngày 29, 2022 và bây giờ nó đã đổi rất là mới lạ. Khang nghĩ chắc là sau khi Covid họ đã có thời gian đóng cửa và họ đã sửa lại cho nó hoàn tráng hơn. Và bây giờ mình sẽ bước vào. Peak Restaurant này là nổi thì nó mắc tiền hơn vì nó là có những cái fine dining, là những cái đồ ăn mà đặc biệt như là ăn tối. Còn cái Pai Cafe rồi dinner nè, rib eye steak nè, filet, thịt bò. What do you like by the tram? Color top. The dine with the ticket. That's only for our dinner. Oh, dinner only. Lunch mình phải mua riêng. Đi tram và mua dinner luôn. Tại vì không biết một phần nào cũng muốn giữ những người ở lại đây đó cả ngày, cho nên phải có một cái deal. Cái tram và cái dinner. Yay, đồ ăn gì đây? Và hôm nay trên núi mình ăn cái gì? Đó là món ăn thịt gà chiên. You guys want chicken? Và clam chowder soup. They're hungry. They're eating that. Chắc chắn là mọi người nào mà muốn ăn đồ ăn châu Á thì không có trên này đâu nè. Yeah, I think this one is kind of similar. Đậu và clam chowder. Oh, you want some nachos? Cheesy. Ăn đi, em đói bụng á. Try this one. Should have more clam. You mean lick that? Pretty good. Not bad. Alright, chỉ món này thôi. Bao nhiêu vậy? Tổng cộng bao nhiêu? Forgot. Yeah. No, đồ ăn. 30 đồng. À, mọi người bây giờ càng thấy đông người nè. Mình đi sớm thì càng có ngồi đúng. Nhưng mà đi càng trưa thì người ta bắt đầu tới càng nhiều. À,
đó là một cái suggestion nữa. Gà này rất là mềm đó mọi người, gà rất là mềm, nó chỉ mắc tiền thôi. Đúng rồi, những cái chỗ mọi người mời mọi người. Cái giá thì một lần nữa nè, nói chung ở chỗ đây thì nếu mà nói chuyện về làm cái gì thì ít chuyện đó là nếu mà mình không phải là một người đi hiking, không có đi hiking thì mình chỉ ở đây ăn và sau đó mình ra coi cảnh, và còn cái coi cảnh là mình sẽ đi ăn trưa xong mình sẽ coi cảnh trên cái đỉnh này sẽ có cái gì khác biệt mà bang California đã nói rất nhiều tiền. Ở đây thì nói chung mình cũng không có gì nhiều để làm, nhưng mà đây là một cái cơ hội tuyệt vời để mọi người có thể thư giãn, chụp những bức ảnh tuyệt đẹp và tận hưởng vẻ đẹp của cả hai thế giới. Cả hai thế giới này là khang nói gì? Từ sa mạc đến núi non. Bây giờ mọi người thấy càng ngày càng đông ha. Này là một lý do mà mình lên sớm. Lên sớm, tại vì bắt đầu những cái bàn ăn này có nhiều người ngồi hết rồi. Yeah, of course, yeah, it's a free. Yeah, it's a sand, mọi người. Mặc dù trạm cáp treo Palm Springs này khi đi lên thì rất là vui, nhưng mà khi mình lên trên đây rồi thì cũng không có gì nhiều để làm như là Khang đã nói. Nhưng mà trạm cáp treo Palm Springs không chỉ là một chuyến đi nè mọi người, mà nó còn là một trải nghiệm không thể quên với những cảnh đẹp ngoạn mục. Và hãy đến đây tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên tại đây. Thì cũng đúng, khi mình lên đây mình thấy rất là hùng vĩ. Mình nhìn xuống thành phố rất là nhỏ, từ cảnh sa mạc đến núi rừng. Mặc dù không nhiều chuyện để làm, nhưng mà khi đã ghé đến Palm Springs thì Khang cũng khuyến khích mọi người hãy nên ghé đến nơi đây nè. Và khán giả nam thì đó là một cái thấy phố Palm Springs ở dưới đây, dưới đó. Và đây là nơi gọi là aerial view từ trên xuống dưới. Và mình sẽ đi phần quanh để mình sẽ tìm hiểu thêm về. Để mình coi lên này có cái gì nè, này một lần nữa. Lần đầu tiên mình tới đây, cho nên mình cũng chưa biết ở đây cái gì đặc biệt. Ok, đi lên nè. Uff, mệt quá. Nè nè, stay here nè nè. You hear noise? Nè nè, bây giờ té. Như cái chỗ này là cho những người nào mà không có thể đi hiking được nhiều. Cái một phần là một chút hiking. Mà lên đây cao lắm năng, khó thở. Chỉ có mấy đứa nhỏ nó còn nhiều máu nên nó mới thở nhiều. Right. Và dưới đó là thành phố Palm Springs một lần nữa mọi người. Nói chung Khang nghĩ cái chỗ này nó nổi tiếng là mình được cơ hội mình nhìn thành phố Palm Springs từ trên cao. Palm Springs. Và dưới đây là những cái wind turbine, những cái cánh máy quạt đã làm ra điện. Zoom in nào. Rất là yên tĩnh dưới đây. Còn tiếp tục đi nữa. Wow. Yeah. Đây là đặc biệt cho mình lên đi xem núi, nhưng mà những đứa nhỏ thì cái này là một cái thùng sen lớn cho các em, gọi là Grove Viewpoint. Chúng ánh sáng lên một chút, tối quá. Cái ông VW Grove này name cho cái viewpoint là tên ổng, vì ổng đã làm việc ở đây ở miền núi San Jacinto for 31 năm. Và xa xa một lần nữa là Palm Springs. Còn nếu mà khán giả dưới đây nè,
Đó là cái chỗ mình vừa đi tới. Đi, let's go. You want to tell us how, what do you think? Cái này là mountain rocks, núi, dãy núi San Jacinto. Biết mình đọc là đúng không nè? Peak là cái dãy núi mà cao nhất thứ hai của miền Nam California. Có thể mình nó là cao nhất trong khu vực này và thấp nhất là Salton Sea. Này được là vì đã có sự ủng hộ bảo vệ của chủ bang nè. Cái wishing well thì bỏ tiền sen gì đó, nó gold nè, không phải vàng. Nghĩa là những người mà họ dục đó là họ cầu nguyện nè nè. Miền dãy núi này San Jacinto State Park lớn nhất và lâu nhất của những cái state park là rừng tiểu bang của California của mình. Khán giả đang xem nè, đúng là rất là hùng vĩ mọi người. Mình đứng đây mình cảm thấy mình rất là nhỏ. The Accidental Sea. Và nếu mà khán giả nhìn từ xa xa, mình sẽ có thể mình thấy, để khăn tìm coi, cái Salton Sea. Salton Sea vì nó là gọi là một cái bờ biển nhân tạo. Vì năm 1905 đó, cái sông Colorado nó rất là nhiều nước, cho nên nó hết chỗ để hứng cái nước đó và nó để đem vào cái khu vực Salton Sea. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Nana, say hi Nana. Nana. Ok, quý khán giả đang một lần nữa. Mình đang đứng ở trên cái dãy núi gọi là San Jacinto. Mỹ Khang có đọc có đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên cái này là cái đỉnh cao nhất của cái núi đây. Mình đã lấy một cái aerial tramway lên. Nó là được cái mình cái cơ hội mình nhìn xuống, mình thấy thành phố Palm Springs. Như là mình đứng đây thì không khí rất là thoải mái, yên lặng, yên tĩnh. Dĩ nhiên cái này là không phải là tự nhiên có đâu nè. Cái này là một sự bảo trợ và ủng hộ của tiểu bang để giúp cho, để giữ được cái rừng tiểu bang được như hôm nay. Rất là hùng vĩ. Khang nghĩ đến cái đó, nếu mà Khang nghĩ, dĩ nhiên có nhiều người không có thích về rừng núi thì nó hơi chán, nhưng mà rất là hùng vĩ. Mình cũng có cơ hội để tìm hiểu thêm về cái Aero Tramp. Ok, và bây giờ mình tiếp tục mình xem thêm. Và đúng là hôm nay chúng ta đã được có một cơ hội để tìm hiểu thêm về cái Aerial Tramp của Palm Springs, một nơi mà Khang đã nghe người ta nói rất là nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ được đến. Đúng là mình lên trên cái đỉnh núi cao của San Jacinto State Park, mình đã được cơ hội để xem một thành phố rất là hùng vĩ. Cái level này mọi người, level 2 và 3, 3 là mình đang ăn. Level 2 là chỗ đây mình đang đứng. Và cái ground level cho những người mà đi hiking, camping. Cho nên mình thấy những người họ có những cái cushion đó,
để họ đi trèo núi, để đi camping thì họ xuống dưới đây, họ sẽ đi. Cái nhà mình ở đây cỡ 2 tiếng và bây giờ mấy đứa nhỏ nó cũng đi ngủ rồi mình đi về. À, đó là một vài điều mình có thể làm ở đây tại cái peak của trên cái Aero Tram. Người nào chưa đi thì nên khuyến khích đi. Cứ 12 phút là họ sẽ có một cái tram cho mình để đưa mình về lại đó. Và bây giờ xin khán giả, các bạn cho khán giả xem cái cuộc hình, cái trip đi xuống nè, sẽ ra sao. To pull it, cái sợi dây sắt để kéo cái tàu, cái tram. Đang lên, nó đang lên, nó đang lên. Oh, look, you see the chain? Look, it's coming up, Genevieve. Nó đang lên nè, có nghĩa là cái tram đang tới á. Đúng không? Để xuống. Cái đây là nói xem về này, cái tram này không á là 60 tấn sắt. Và hai bên nó sẽ gọi là counterweight, là cái tram ở dưới, cái pulley ở dưới nó sẽ kéo cái tram đi xuống. Khi nó kéo xuống thì ở trên này nó sẽ rã là thì lúc nào cũng có hai cái tram đi ngược nhau, cái lên cái xuống. Ok, mình sẽ hiểu đó. Keep sliding, Nana. You have mastered the sliding, Nana. Khi mặt trời lặn trên sa mạc, Palm Springs biến thành một bức tranh kỳ diệu với những màu sắc hấp dẫn. Mỗi khoảnh khắc đều quyến rũ hơn bao giờ hết. Wow, mình nói đó mà mình cũng chưa được cơ hội để thăm thành phố Palm Springs. Xin khán giả nè, tiếp tục mình xem những cái video kế tiếp, Khang sẽ có hội nói thêm về cái thành phố Palm Springs. Hôm nay mình đã được cơ hội để tìm hiểu thêm về cái nơi mà rất là nổi tiếng của tại Palm Springs, đó là Aero Tram của Palm Springs. Cái Aero Tram này là lớn nhất của cả thế giới nè mọi người. Từ những kỳ quan thiên nhiên đến sự quyến rũ đô thị, Palm Springs là điểm đến hứa hẹn những khám phá không ngừng và những trải nghiệm không thể quên. Nói gì là nghĩa là mình phải đi tìm hiểu thêm về thành phố Palm Springs. Vì sao nó cách xa Little Sài Gòn mình chỉ có 2 tiếng thôi, mà rất là nổi tiếng cả nước Mỹ năng, mà ít khi mình nghe đến từ những bạn trẻ. Tại sao? Cho mình biết mọi người, có mấy cái miếng này nè. Nói chung là để nó giúp khỏi bị cát, nó gọi là landslide đó. Vì cái này là một cái dốc xuống, đó là nó phải làm rất là nhiều chuyện để bảo vệ cái nơi này, để mình có còn tiếp tục những ngày khác để đi. Nè nè. Ladies and gentlemen, thank you for visiting the Palm Springs Aero Tramway. My name is Gil. Have a safe drive home. Come back again. Give yourselves a hand. We made it back there. Rồi, xong rồi. Và sau đó là cuộc hành trình đi Aero Tram tại Palm Springs. Thì một vài lời thì Khang nói chung. Nó một cái trải nghiệm khác biệt, tại vì mình ít khi mà được cái một cái Aero Tram được lên trên núi kiểu vậy. Nhưng mà theo Khang nghĩ thì nó, Khang không thích là vì một cái tram nó đông người quá, nó chật quá, nên nó làm mình không có được cơ hội để mình cảm nhận được cái cảnh vì người nào cũng đứng kế bên nhau và mình phải tay chân, tay mình không thể đứng yên một đường, mình phải move vòng quanh như quý khán giả đã thấy rồi đó. Thì Khang nói vợ Khang về vấn đề đó, nhưng mà bởi Khang nói nếu mà nó mắc tiền hơn thì nghĩ ít người hơn thì mình có cơ hội hơn. Thì nói chung ít hay là nhiều mình cũng đã tiền mình trả là 30 đồng rồi để lên, thì mình cũng ít ra, mình cũng cảm thấy nếu mà được cơ hội
cho ít người vào thì mình được nhiều cơ hội để mình trải nghiệm cái cảnh vòng quanh. Và lên trên đó thì nếu mà mình không đi hiking thì mình chỉ ăn và coi những cái cảnh đó thôi. À, đó là một vài lời Khang nghĩ về cái Aero Tramp, như là chưa đi thì nên đi. À, đi rồi thì cho Khang comment. Bye bye. Và cảm ơn cả nhà Nang đã tham gia hành trình trên không này cùng với Khang và gia đình. Mình đã khám phá một chút về Palm Springs, nhưng mà mình còn sẽ nói rất là nhiều về thành phố Palm Springs, nơi mỗi chân trời đều mở ra một cuộc phiêu lưu mới. Ok, xin hẹn các khán giả vào video kế tiếp nha. Bye bye.